chỗ. Chống với tao hả? Chắc là tụi nó đã nhốt anh Huy ở một chỗ nào đó kín đáo rồi. Để bây giờ em gọi cho chú Thầm hỏi địa chỉ liền nha. Làm chung với nhau mà người đi tù, người thì không sao. Tôi rất ân hận về chuyện của ba. Cô im đi, tôi hận cô. Nếu cô Trúc đó mà đi thưa công an á, thì anh với ông Toàn á khỏi có đường thoát. Tính mạng của thằng Quyền đang nằm trong tay của anh. Nếu con Trúc trở quẻ, nó sẽ không bao giờ gặp lại em trai nó đâu. Ba lên thành phố giúp anh Huy được không ba? Còn tới đây nữa hả? Chính mày đã gây ra cái chết cho cô ấy. Nếu anh muốn giết tôi thì anh cứ giết đi. Tao muốn cho gia đình mày mà chết hết. Trời ơi, đúng là quả báo rồi. Bây giờ chú Thành sẽ dẫn chị tới cái chỗ nhà hàng đó nha. Nhưng mà mày phải nhớ vị trí của quán cà phê đó, để lần sau đến kiếm cho dễ dàng.